Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với huyện Hoài Đức về việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Từ năm 2021 đến tháng 4 năm 2024, huyện Hoài Đức có 171 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa được Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết với tổng diện tích hơn 400 ha. Gần 70% số diện tích này đã được thu hồi với 119 dự án. Tuy nhiên, mới có 13 dự án thực hiện xong các thủ tục do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm. Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới, huyện Hoài Đức cần đề xuất danh mục sử dụng đất, đẩy nhanh hơn tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi các diện tích đất lúa bảo đảm tiến độ. Thành phố rất quan tâm đến tiến độ 5 huyện đang thực hiện đề án lên quận, bố trí nhiều vốn cho các dự án lớn. Vì thế, huyện Hoài Đức thời gian tới cần thúc đẩy tỷ lệ giải ngân các dự án sau khi đã thực hiện thu hồi, nâng cao chất lượng lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm để sớm đạt mục tiêu lên quận.